Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 1 nói rằng Việt Nam sẽ quyết giảm thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ sau khi bị Washington gắn nhãn thao túng tiền tệ. Ông Phúc cũng tiết lộ rằng ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế trừng phạt Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ dẫn phát biểu của ông Phúc tại một hội nghị của ngành công thương cho biết rằng chính phủ Việt Nam rất quyết liệt trong việc triển khai các hành động cụ thể để giảm thâm hụt thương mại, chống gian lận xuất xứ và truyền tải bất hợp pháp, quyết tâm cùng với Hoa Kỳ thực hiện kế hoạch hành động chung hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững. Việt Nam xuất siêu sang Mỹ trong nhiều năm là một trong những lý do khiến Washington cáo buộc Hà Nội thao túng tiền tệ vào tháng trước. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam cho đến hết tháng 10 năm 2020 là hơn 56,6 tỷ đô la, cao hơn mức tổng thâm hụt của toàn bộ năm 2019, là mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Theo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phúc cũng nhắc lại rằng vào ngày 22 tháng 12, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị ông Trump không áp thuế với Việt Nam vì lý do cơ cấu sản phẩm tiêu dùng của từng nước.